mà bám theo mặt tiền đường này mà chạy dài ra như cái đường bên hông là có một con đường nữa nha. Đường này là không phải, đường này là đất của cái khu này thôi. Còn bên kia là cái khu đường bên kia là nó bám theo cái trục đường á, là hơn 100m. Có hồ bơi nè, đó có hồ bơi. Đó, khu tiểu cảnh nó đẹp như thế. Có hồ bơi nữa nè. Đó. Rồi chúng sẽ tắm ra con. Rồi chúng sẽ xuống tạm thời ở đây rồi quay toàn bộ một vòng hết cái khu này cho đại gia đình chúng ta cùng xem ha. Đó. Đó như mọi người xem thấy không? Một cái khu vườn, một cái khu resort, một cái khu nghỉ dưỡng là khá đẹp, khá tuyệt vời luôn. Bao gồm có cả sân golf nữa mọi người. À, đây là những gậy đánh golf. Golf này là mình biết chơi không ta? Đánh về đúng không ta? Đó. Nghe thấy mấy em mà đánh golf là vuốt theo kiểu nào? Vuốt thử. Tập đánh golf nha. Đó. Vâng, xin chào cả nhà. Chào đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đang xem video hôm nay. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì chúng sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một khu resort ha. Một khu resort nghỉ dưỡng của tư nhân. Phải nói là nhìn cái khu này nó rất là VIP luôn. Thì nó VIP nó đẹp ra làm sao thì mời cô chú anh chị xem hết cái video này. Nhớ cho chung một bình luận, một đánh giá xem cái tiện ích khu này nó có đẹp hay không. Thì anh chủ cũng đang thật sự đang rất cần tiền để gửi cho kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn bán cái khu resort, cái khu nghỉ dưỡng này nha. Tổng của cái khu này là nó rộng tới 6.000m2 nha cô chú anh chị. 6.000m2, có vườn cây, ao cá, khu hồ bơi, tiểu cảnh, sân vườn, có tới 2 căn nhà xây hoàn công đầy đủ ha. Có hồ bơi, hồ cá, rồi khu sân chơi bóng ha. Đủ thứ hết luôn. Rồi chúng mời đại gia đình chúng ta xem hết cái video này thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho chung một bình luận, một động viên, một khích lệ để cho chung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho cô chú đại gia đình chúng ta cùng xem. Thì cái khu này á là nó phù hợp với lại khu nhà giàu. Nói chung là về quê nhưng mà nghỉ dưỡng an lành, nhưng mà phải là có điều kiện, phải có kinh tế thì mới mua được khu này nha. Khu này là phù hợp với những lại những cái anh chị nào mà Việt kiều về đây để mà đầu tư cái khu vườn này thì mình cứ hoặc là những anh chị nào mà ở Sài Gòn, Hà Nội, những người mà có tiền, có điều kiện mà muốn an hưởng tuổi già, muốn về đây để mà tìm một cái nơi chữa lành vết thương sau những ngày lao động mệt nhọc cuối tuần thì mình nghĩ là khá hợp lý ha. Khu này thì nằm ở tại đường Trung Lập ha, Trung Lập Hạ, chúng ta đi vào rất là gần. Rồi chúng mời cô chú anh chị cùng mọi người xem qua hết cái video này nha. Ở đây là toàn cảnh cái khuôn viên mặt tiền của nhà chúng ta đây mọi người. Khu mặt tiền ha. Đây là đường mặt tiền này, rộng lên đến 30m mặt tiền. Và căn này đặc biệt căn này nó tới xung quanh là tới 3 mặt tiền lận, chứ không phải một mặt tiền này ha. Một mặt tiền này, rồi một mặt tiền bên hông, mặt tiền phía sau và mặt tiền ở giữa nữa mới đi vào nữa. Đây là cái lối vào nội bộ riêng. Thì tí nữa chung sẽ quay qua. Thì khu này là tổng nếu mà chúng ta đi tính theo đường là tiếp giáp với mặt đường là tới 4 mặt luôn đó cô chú chị. Toàn bộ cái không gian mặt tiền. Khu này thì phải nói là khu đồng quê thôi. Về đây an lành, nghỉ dưỡng, hưởng không khí của vùng quê. Nó chủ nhà làm rất là tâm huyết luôn, như một cái khu resort nghỉ dưỡng của tư nhân ha. Dài bám theo mặt tiền đường nhựa này là tới 30m nha cô chú chị, 30m. Và bám theo cái mặt đường bên hông này đây. Bám theo mặt bên hông này vô trong đó là tới khoảng 70m ha, 70m. Ba mặt tiền luôn nha mọi người. Xung quanh thì rất là nhiều những khu nghỉ dưỡng rồi. Khu biệt thự nghỉ dưỡng thì ở đây rất là nhiều ha. Rồi mời mọi người tiến vào bên trong để cùng kênh Nhà Đất Sài Gòn mình xem và tham quan và khám phá toàn bộ cái khu vườn này. Nó có đáng giá là
đồng tiền bát gạo chúng ta bỏ ra mua hay không, nó có phù hợp với lại cô chú anh chị nào mà đang muốn tìm cho mình một khu nhà vườn nghỉ dưỡng thì không nên bỏ qua cái khu này ha. Quá đẹp luôn. Ở đây là cái cổng vào nhà, chúng ta sẽ có hai ba khu nhà luôn, tại vì nếu mà về đây là có thể là chúng ta là hai ba khu riêng biệt ha. Đây là một cái khu phía trước là có một cái cổng đi riêng, đường thì xây gạch ha, gạch đinh luôn và có cửa cổng đi riêng rồi. Và khu này á, là có một cái đường nội bộ đi ra vào á, là phía sau, còn lại tới hai căn nhà phía sau nữa. Hai căn nhà phía sau là có lối đi riêng cái đường này vào, rồi đi sau phía sau nữa cũng có một đường vào đó nha. Và cái nhà này á, thì cũng họ cũng làm riêng biệt ra luôn, là một cái khung đất riêng, là một cái sổ riêng nha. Đó. Xây dựng hoàn công đầy đủ. Chúng ta sẽ khám phá từng khu đi. Đó. Một cái khu resort tư nhân nó đẹp như thế này ha. Đó, khu bên đây là một khu riêng, thì tí nữa thì chúng sẽ quay qua cái khu này ha. Bây giờ chúng sẽ quay cái khu thứ nhất trước đây. Khu này là có một cái căn biệt thự nhà hiện đại. Đây là thêm một cái cổng vào. Đó, khu vườn cây ăn trái, tổ chim rất là nhiều, đất lành chim đậu ha. Có tường bao xung quanh, rồi có khu nhà như thế này. Và đặc biệt là có cái vườn bên đây thì có cả hồ bơi nữa mọi người. Đó, hồ bơi đang xả nước vào. Đó, khu vườn này rất là rộng rãi và anh chủ nhà phải sử dụng bằng xe chuyên dụng để đi trong các khu bãi cỏ sân golf, khu sân vườn ha. Quá tuyệt luôn. Về đây mà phải nói là nghỉ dưỡng an lành thì quá tuyệt vời luôn. Đó, ở trong khu này á, là có xe tham quan chạy lòng vòng trong khu này rất là rộng ha. Phải nói diện tích rộng hơn nữa thì sử dụng một xe chuyên dụng luôn. Đẹp chưa? Ở ngoài đây là khu vườn cây ăn trái, bãi cỏ, rồi làm một cái khu đánh golf ở ngoài này cũng được. Đây là một cái sân tập golf cũng khá hợp lý ha. Đó, đây là cái căn nhà phía trước luôn. Hai căn nhà đây là đều xây dựng và hoàn công đầy đủ. Khu vực cây cảnh, cây kiểng trong sân vườn là thì khá nhiều luôn. Bên trong này thì sẽ xây là hai căn nhà mới hiện đại. Đó, khu sân vườn bên ngoài đây. Đó, có những thảm cỏ xanh mướt mượt như thế này. Về đây thì nhà chúng ta mà có con nít hay là có trẻ em thì về đây làm những khu vui chơi này là nó khá hợp lý nè. Đó. Cây này là sắp tới mà nó cho ra trái nó thì quá tuyệt vời luôn. Đó. Rồi sau khi khám phá khu vực sân vườn bên ngoài rồi thì chúng
Mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đi vào bên trong để khám phá các căn nhà bên trong ha. Ở ngoài chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế ngồi uống trà hóng mát như thế này. Bên trong là một căn nhà xây mới hiện đại, có một gác lửng như thế này ha. Cửa thì xài bằng cửa nhôm xin pha, xung quanh được làm cái độ thoáng và độ sáng rất là cao. Nhà thì đây là khu vực phòng khách, cầu thang đi lên. Ở bên dưới có một phòng ngủ ha, phía sau có một phòng bếp. Đó, phòng ngủ cũng trang bị đầy đủ ha, có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, phòng bếp. Đó, không gian phòng bếp khá thoáng, khá sáng, khá sạch luôn. Khu này mà làm khu chơi golf thì phải nói là đúng là đẳng cấp luôn á. Nhà thì được thiết kế xung quanh là rất là thoáng, rất là sáng. Rồi sau khi khám phá một vòng thì chúng ta sẽ đi lên di chuyển lên trên lầu đi ha. Trên lầu này thì tại căn nhà phía trước thì có căn nhà một lầu thì nó có cái này gác lửng chứ không phải một lầu. Thì gác lửng thì có một phòng. Một phòng ngủ cũng lớn ha. Rộng rãi thoải mái luôn. Có phòng rộng, có máy lạnh nội riêng. Nhà vệ sinh. Ốp cao lên tới bên trên trần luôn. Làm thì được mang phong cách hiện đại. Đó, đây là cái khu vực thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái khu vực thứ hai. Đây là cái rồi chúng ta sẽ qua khu 2 ha và khu 3. Đúng là nhà này tới 4 quyển sổ là của chính trị. Tổng khuôn viên này là 6.000 mét vuông, bao gồm có 4 quyển sổ thì có 700 mét vuông đất thổ cư rồi. Cổng vào riêng biệt. Đó, đường đi rất là mát mẻ. Phong cách rất là hiện đại và riêng biệt đó ha. Đó, khu bên này có cả hồ bơi ha. Nó đang xả nước vào. Ta sẽ qua bên cái khu bên kia nha. Ở đây thì sau khi mà review ở bên trong căn nhà rồi thì mình sẽ review ở khu vực sân vườn bên ngoài nữa ha. Thì tổng thể của khu này nó chia ra làm hai khu nha cô chú chị. Chia ra hai khu. Thì khu này á là ở ngoài này là cái sân tập golf chơi nè. Sân này đánh golf được đúng không? Đúng rồi. Sân này đánh golf được nè. Nó có xe chuyên dụng và có ấy ha, rất là rộng luôn. Và khu bên đây á là tổng khu bên này là nó 3.500 mét và khu bên kia là tới 2.500 mét ha. Đó, đây là mình tổng thể. Mình đang quay tổng thể cái khuôn viên của khu vực này là tổng thể của hai khu là 6.000 mét nha cô chú anh chị. Hai khu là 6.000 mét. Để cho mọi người hình dung rõ hơn. Và khu này nếu mà mọi người có thể là muốn mà mua riêng để mà chơi từng khu, một khu 1 và khu 2 cũng được. Nếu mà khu này là 3.500. Đây là đang ở sân golf này đang trồng những cái cây xoài này. Cỏ sân golf đi rất là mềm đó cô chú chị. Cây xoài với lại cây tiểu cảnh trong. Quá trời đã luôn.
Ở khu này là khu vui chơi, khu tập golf ha, đánh golf rồi chơi quá tuyệt vời luôn. Đó, kệ chơi golf này ha. Nói chung là khu nó rộng mênh mông 6.000 m², mà chung đi nãy giờ mà đi hoài mà chưa hết cái không gian khu này ha. Đây là mình mới đi cái khu 1 ha. Còn khu 2 là tí nữa mình qua bên kia, khu 2 là bao gồm tới 2.500 m², còn khu 1 này là 3.500 m ha. Tổng khuôn viên là 6.000 m thì có tới 700 m đất thổ cư. Nó tường bao xung quanh là chủ làm rất là chắc chắn, bảo vệ cho cái khu vực của chúng ta nó an ninh tốt hơn ha. Ở phía sau là tiếp giáp với nhà phía sau và cái cung đường đó. À, đây là rất là nhiều khu nhà vườn. Đó. Tổng thể bây giờ Trung đang đứng ở cuối sân của cái khu vực này. Để chúng ta đi lên ha. Trung đang ở cuối sân luôn nha cô chú anh chị. Đó, đi mà khu này mà lội ha, không cũng đuối luôn. Đẹp giống như là một khu resort thật sự luôn nhá. Khu này thì ai mà có nhu cầu mua về đây nghỉ dưỡng, mua về đây để chơi, mua về đây để dành, làm của hồi môn, làm của để dành thì quá tuyệt vời. Khu này nằm tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi nha cô chú anh chị. Nằm ở ngay đường Trung Lập, chúng ta đi vào ngay đường Trung Lập ha. Rồi sau khi khám phá một cái khu A rồi thì chúng ta sẽ qua bên cái khu B luôn này ha. Cái khu B là khu này. Khu này là có căn nhà một lầu bao gồm tới 300 m² đất thổ cư. Khu này một lầu nha cô chú anh chị. 2.500 m là cái khuôn đất này. Đó, tổng hết là bán hết nguyên luôn là cái khu này luôn, là chúng ta mua hết toàn bộ luôn là cái khu này là 6.000 m. Rồi bên này có một căn nhà một trệt một lầu. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong nha. Đây là trước khi vào bên trong thì chúng quay cái cung đường vào đây. Đây là cái cung đường vào rộng rãi thoải mái, đường nội bộ, tường bao xung quanh bảo vệ cho căn nhà rất là chắc chắn. Đó, nhà căn này thì quay ra là hướng Tây Nam ha. Đó thì khu B này là một căn nhà một trệt một lầu hai phòng ngủ ha, và khu cũng một cái khu sân vườn, gọi là bên ngoài thì có một cái khu sân bóng ha, sân đá bóng, rồi bên phía sau là có một cái hồ cá rất là rộng đẹp luôn. Thì bây giờ chúng sẽ đi vào bên trong của căn nhà này, khám phá cái không gian của căn nhà này đi. Tí xong mình sẽ ra cái quay lại một lần nữa ở cái khu vực sân vườn này. Thì như chúng đã quay tổng thể là từ trên flycam, từ trên cao cho mọi người cùng xem rồi. Thì mọi người có thể là hình dung toàn bộ cái khu vực này là nó rộng lên đến 6.000 m² đất ha. Có bao gồm tới 700 m đất thổ cư. Đây là cửa vào. Cửa vào căn nhà thì được xây thiết kế theo mang phong cách hiện đại, nằm ở giữa khu vực An Nhơn Tây, huyện Củ Chi nha cô chú chị. Đó, đây là khu vực phòng khách. Ở phía trước có cửa, bên hông có cửa và phía sau cũng có cửa. Thì tất cả mà những cái gì mà Trung đang quay trên video hôm nay thì gần như là chủ tặng lại hết nha. Đi là chúng ta không có lấy nội thất, để lại hết đồ dùng cho cô chú chị mình sở hữu luôn. Đó. Đây là cầu thang đi lên. Phía sau là một khuôn viên phòng khách.
phòng bếp, đó, nhà vệ sinh, rộng rãi thoải mái ha. Có máy cắt cỏ này nọ đều đầy đủ hết rồi. Nhà vệ sinh ở dưới nè. Đó, đây là cái không gian ở cái khu vực sân vườn phía sau ha. Phía sau có một vườn cây ăn trái, có bưởi, có ổi, có mít, có xoài, đầy đủ luôn. Tí nữa chúng sẽ quay sau và hồ cá. Đó. Còn đây là khu vực bên trong nhà thì mời mọi người ta đi lên bên trên ha. Thì nãy sorry cả nhà nha, khu này là Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi nha cô chú chị. Nằm ở gần đường tỉnh lộ 7 đi vào, ngay đường An Nhân Tây đi vào nha. Thì căn bao gồm khu này là 6.000m thì có 2 căn nhà. Một căn bên kia thì có 1 phòng ngủ và căn bên đây có 2 phòng ha. 2 phòng. Đó. Phòng ngủ rất là rộng, có nhà vệ sinh ở bên trong. Có máy lạnh đầy đủ ha. Đây. Nhà vệ sinh ở bên trong. Đó, phòng rộng mênh mông luôn. Có giường, có máy lạnh, đồ có đồ sẵn hết luôn rồi mọi người. Đó. Đây chúng ta từ trên sân thượng chúng ta nhìn toàn cảnh khuôn viên của khu resort này nha. Đây là khu resort của tư nhân nha cô chú anh chị. Một cái khu nghỉ dưỡng tạm gọi là resort đây. Có đầy đủ công năng sử dụng như là hồ bơi nè, sân vườn nè, tiểu cảnh nè, có cả sân chơi golf nữa nè. Đó, sân golf nè, đồ đánh golf nè. Đó. Sau khi khám phá một vòng ở bên trong căn nhà thứ hai, cái khu vực thứ hai thì đây sẽ là cái khu vực phía đằng trước của căn khu căn nhà này ha. Khu này là tổng thể là 2.500m², có vườn cây ao cá, rồi có khu sân đá bóng nữa cô chú chị. Tất cả là khu vườn này được tưới tiêu tự động hết ha, được cài máy tưới là tới 5 giờ chiều là sẽ tự bật tự động lên tưới. Có những khu bồn này. Đó, phía sau thì có vườn xoài nè, Campuchia nè, chanh, khế, rồi mỗi thứ 1-2 cây ăn trái. Là sau này cái vườn này mà nó cây trái nó lên đó thì phải nói là ăn không hết luôn á. Thế là lúc nào mang đi mà bán nó chứ ăn gì hết cái khu vườn này. Đó, có ổi, có đủ thứ cây ha. Mỗi thứ có 1-2 cây xoài. Và đặc biệt có một cái hồ cá. Hồ cá ở đây là rất là lớn. Cá ở dưới rất là nhiều luôn. Về đây mà chữa lành vết thương cuối tuần ha. Sau những ngày lao động mệt nhọc thì chúng nghĩ nó khá hợp lý. Ở kênh Nhà Đất Sài Gòn, Nhà Đẹp Sài Gòn thì chuyên nhận review ký gửi những căn biệt thự đẹp, những ngôi nhà đẹp, những khu resort đẹp. Cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta, nếu ai đang có nhu cầu muốn bán hoặc muốn mua những khu vườn như thế này thì cứ liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn cùng Nhà Đẹp Sài Gòn nha. Đây là tổng thể các khuôn viên khu vực này, là khu vực thứ hai ha. Nếu mà ai mà mua lẻ thì có thể là chủ sẽ bán lẻ luôn, và chung sẽ làm một cái video lẻ luôn để mà lên cho mọi người cùng biết. Ai muốn mua hết 6.000m này thì mua, ai muốn mua lẻ thì họ sẽ bán lẻ theo từng khu. Mỗi khu bên đây là 8.6 tỷ và khu bên kia là tới 19 tỷ ha. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà đang xem video hôm nay thì nhớ cho chúng một share, một like và một đăng ký để chúng có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình mình xem nha. Đó, khu sân đá bóng luôn nè. Sân đá bóng mini, rồi sân golf ha. Đó, như vậy là chúng mới
quay qua cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự resort, nhà vườn nghỉ dưỡng ha, nằm ở tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khuôn viên là tới 6.000 m², có bao gồm là có 2 căn nhà xây mới có hoàn công đầy đủ, cộng với có hồ bơi, có sân golf, có hồ cá, có khu tiểu cảnh sân vườn đầy đủ. Công năng sử dụng thì không thiếu thứ gì, nằm ở tại một trong những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất của xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi nha. Và giá đang chào bán toàn bộ các khu vực này là 27 tỷ thương lượng. Cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta, ai mà quan tâm thật sự thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn mình nha, để mình sẽ review cũng giống như là gửi đến cho cô chú anh chị xem chi tiết nhất, những video trung thực nhất. Căn nhà này là 6.000 m², có bao gồm là tới 700 m² đất thổ cư và 2 căn nhà mà chúng mới review qua nha. Rồi giá bán tổng thể là 27 tỷ đồng. Ai quan tâm thật sự tới khu vườn này thì hãy gọi cho kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn nha. Rồi một lần nữa, Nhà Đẹp Sài Gòn, Nhà Đất Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình mình trong những video kế tiếp. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho đại gia đình mình xem nha.